cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, bước xuống đi chúng ta cùng đầu hàng cho nhanh. Giờ phải lo thân thôi, đừng chờ để trong mong chi, chần chừ sẽ không yên thân, vì tay ca đã kêu bò xuống. Thôi, đại tướng Lê Văn Minh, tổng thống, chính quyền Sài Gòn, quân đội, quân lực Cộng hòa đã hủy chiến, đầu hàng cho lực lượng quân đội số miền Nam, miền Nam. Nào, trách nhiệm quân nhân, đâu rồi danh dự quân nhân? Thề nguyện với dung tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Giờ đến khi đem nhau một bầy sư sĩ to đo, còn là tướng quân ba qua cuộc quân ra chiến với nhau ru cà. Quyết công, thề quyết công, quyết công, trong những mặt đường tàu đứng không, vững như như một bên đó trốn đi thôi. Non phen còn mới nhấp mới lao, chiến cho dù thân mình phải chết, thứ quân lịch hàng tư như thủ dâm tinh thần. Nào thiết kỵ không quân, đẩy càn đến sức quân đuôi, hàng vàng sắp quân ba que, đã chứng minh cái quân lực anh hại bom to. Giờ phải lo thân thôi, đừng chờ để trong mong chi, ta thà trốn như cái ngu gì không, quyết đu càng ràng nơi ba que. Ta thà trốn như cái ngu gì không, quyết đu càng ràng nơi ba que. Cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, bước xuống đi chúng ta cùng đầu hàng cho nhanh. Giờ phải lo thân thôi, đừng chờ với đông mong chi, trần trừ sẽ không yên thân, vì đại ca đã kêu bò xuống. Thôi, đại tướng Lê Văn Minh, tổng thống, chính quyền Sài Gòn, quân đội, quân lực Cộng hòa đã hủy chiến, đầu hàng cho lực lượng quân đội số miền Nam, miền Nam. Nào trách nhiệm quân nhân, đâu rồi danh dự quân nhân? Thề nguyện với dung tay cao, quyết đấu tranh tới khi nào đạt thành mong ước. Giờ đến khi bên nhau một bầy tướng sĩ co ro, còn là tướng quân ba qua cùng quân ra chiến với nhau đu cà. Quyết trông, thề quyết trông, quyết trông, trông đi bằng đường tàu đường không, vứt danh dự một bên lo trốn đi thôi. Nói phép, còn nói dấp, nói lao, chiến cho dù thân mình phải chết, cứ quân lực hàng tư như thủ dâm tinh thần. Nào, thế kỷ không quân, gãy càng đứt sức bung đuôi, hàng vàng sắc quân ba que, đã chứng minh cái quân lực ăn hại bom to. Giờ phải lo thân thôi, đừng chờ để trong mong chi, ta thà trốn như cái ngu gì không, quyết đu càng ràng nơi ba que. Ta thà trốn như cái ngu gì không, quyết đu càng ràng nơi ba que. Ta thà trốn như cái ngu gì không, quyết đu càng ràng nơi ba que.